28 chốt chắc là không bán được 28 đâu anh ạ, tại vì bọn em cộng khóa chia, anh có thể lấy khóa chia thì ở mức giá đấy được, nhưng khóa sờ mặt cây thì cao lên cho em một chút đi ạ. Đấy, anh em quan tâm cái con AB em ở dưới kia nó hơi ồn. 30 triệu đồng nha anh em nhé, 30 triệu 2018, chạy có hơn vạn luôn. Đây là một chiếc xe Way bản mới nha anh em nhé, bản này bản đen sần. Tháng 7 2023, biển cũng đẹp, 29B2 28939, trực tiếp của chính chủ, giá mới 17 triệu 800 thôi. Bác nào quan tâm thì liên hệ giúp em 2023 bản tem mới này. Đấy, không tắt được đèn này, chỗ này xước một chút là cái khóa càng lắp thôi. Vành bánh chân lan hay là lốp còn zin hết, càng đóng của 2023 chuẩn hết. Máy zin, sơn sần zin, lướt, những tay nắm này, những phím bấm đồ đạc còn theo xe hết. 17 triệu 600 à? 17 triệu 800 ạ. 17 triệu 800 biển nghìn. Biển đẹp, anh em có thể xem cái biển rất dễ nhìn luôn ạ. Biển phố mà lại toàn 30, 69 thôi ạ. Rồi, ông cho cháu xin một vòng. Một vòng một chiếc xe Way A110 màu đen. Ừ. Anh 1965 mệnh gì? Mệnh hỏa anh ạ. À. Anh là mệnh hỏa, hợp với lại hợp với em. Màu đỏ. Mệnh màu đỏ, mệnh thổ, mệnh hỏa. Anh hợp với lại màu đỏ, màu nâu. Quá chia 28 chỉ 25. Hùng Lê. Cũng tùy từng xe anh ạ. À. Vâng, có xe thì nó bình thường em thì có thể giá đấy. Có xe thì nó đắt hơn. Anh cân đối giúp em. Hàng cũng được đấy ạ. À. Đẹp, chất đều, dặn. Anh thông triệu quá chia 2018 thì chỉ 25 triệu thôi. Thực ra là xe nó đẹp anh ạ. À. Cho 28 triệu ăn hòa mlet để anh cọc. Chắc là bọn em 30 triệu ra lọc cho anh một xíu để lấy may thôi anh ơi. Vâng. Chứ còn bớt nhiều thì bọn em không bớt đâu. Anh biết thừa bọn em bán live stream giá cộng chỉ tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi quay đầu. Chiếc tùy từng con. 2 triệu. Ý là chị đang nói là từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Tùy từng không con. Không bớt một. Được nhiều anh nhá. Đấy, toàn những dòng là... cũng là hàng, nó là hàng quốc dân, hàng thông dụng, phổ thông. Nhưng cái giá nó cũng rất là phổ thông, phổ cập rồi. Đấy, nó phải liên quan đến chất lượng xe nữa. Nên các anh cũng tỉ giá, nhưng cũng nếu có điều kiện cố gắng lên để trực tiếp trải nghiệm cái chất lượng xe để xin về Bắc Giang. Em có ship tất cả 3, các 400, tỉnh 3, 400. Anh Nang vâng. Hùng ơi, ship tất cả các tỉnh rồi anh ạ. Em nhé ạ. Anh em muốn mua những cái dòng gì bên em ship tất cả các tỉnh vâng. Từ Mũi Cà Mau, Mũi Né, rồi Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Yên Bái, Lào Cai, bên em ship hết ạ. Đấy, anh em chỉ cần muốn mua những dòng gì thôi, bên Hoàng Kiên có thể phục vụ tất cả anh chị em đang xem livestream ở đây. Vâng. Đấy, mong tất cả anh chị em mà đang xem mà cho em xin nút chia sẻ. Máy, tiếng máy trước đấy là không đạt tiêu chuẩn. Vì nó đã zin mà lại còn gáy thì thôi bọn em cũng chịu rồi. Rồi, tiếp theo anh em nhé, một chiếc xe bản 2024 anh em ạ, bản xe định danh rồi, một chiếc Vision màu đen sần. Đấy, ông ơi cho cháu xin một vòng. Mới lắm, mới lắm, anh em này nhìn đây, cùng đi chi tiết với em, đẹp thế này mà đúng không ạ? Có gì quay 9 triệu cọc luôn. Quay anh Ngọc Nguyễn chắc quay ấy à, quay 50cc à? 9 triệu 8 anh ạ. Dạ vâng, quay 50cc đi shop, ok anh, Quang Hiếu. Dìn hết luôn. Quay màu cam phiên bản 2015 em không còn anh ạ, không còn con nào rồi. Vâng. Dìn hết nhá, bản này cơ đâu bạn ạ, bản cá tính các bác ạ. Để lúc mua thì nó cạnh tranh và thậm chí có những thời điểm nó còn đắt hơn cả bản cả thể thao. Nhưng mà thôi, bây giờ câu chuyện là xe cũ, em cứ gọi nó đúng tên là bản cá tính, đã được chủ định danh. Anh em nhìn này, ui sồi ôi, nó mới lắm nha mọi người nha, anh em nhìn thụt này, đấy thụt đỏ chót luôn đấy ốc. Rồi biển 29AH anh em ạ, 02874. Anh chị em nào sinh năm 1974, 1200 km rồi anh em ạ. Giá thì để em thiệp em báo luôn cho anh em luôn, cuối 2023 đầu lên định danh 2024 rồi mọi người nhá. Hàng siêu mới, siêu đọc giá thì cũng phải xác định là thôi, bác nào mà đang trên đường mua xe mới thì tạt qua đỡ phải đi đăng ký, nhất là những bác đang ở tỉnh cần cái xe Hà Nội đi lại đỡ phải làm thủ tục sang tên rồi lằng ngoằng mất thời gian, có sẵn biển Hà Nội công tác đi làm việc luôn trên này. 37 triệu 800 mấy cây nhỉ? Chắc là lướt 1200 cây. Rồi, hàng này thì nói thật với các anh em là chưa hết lốt đa. Được bảo rồi. Hành thì còn hơn còn 2 năm nữa cơ, 2024 mà còn gọi là gần 2 năm nữa. Siêu mới anh em ạ. Cũng sẽ có nhiều bác là có gạch có ngói nhưng mà thôi cũng thông cảm cho em nhé, tại vì những dòng này thì em cũng phải bảo vệ cả đầu khách đến bán. Đây các bác ạ, chủ đăng ký xong đâu đó hơn 40 để mua, bọn em cũng chỉ dám trừ khách 5-6 triệu khi họ đã đăng ký rồi và họ chạy được hơn 1000 cây. Nên quá trình em cộng lên đôi triệu nữa thì đồng nghĩa với việc các bác lãi hơn so với xe mới ở cái khoảng 5-6 triệu lãi trừ 2 triệu của em nữa. Thì anh em hình dung ra được 3-4 triệu nó cũng là nó đúng cho những chiếc xe lướt, cũng không trừ được nhiều của người đến bán. Đấy, nên là nếu bác ở cái chiều bán có thể bán cho em, còn ở chiều mua thì các bác đúng nhu cầu cần có thể cân đối. Chứ nếu nhiều bác lại
thấy anh, nó so với mới lại giật mình. Giang chào mà, quay lại con Alpha. Con Alpha đấy là của anh 10 chưa xong anh ạ. Anh đang đòi 12 triệu 800 cơ. Bọn em quan trọng là cái máy. Đấy anh em nhá, nó đang gáy, chạy nóng máy nó gáy. Quay máy Alpha em sợ hay... gáy, đợi một lúc rồi vẫn có tiếng. Quay S ghẻ đi cày không? Có anh Tuấn Nguyễn thôi, anh mua xe tầm khoảng hơn 7 triệu hoặc hơn 8 triệu chiếc xe. 33 triệu anh Ngọc Quyền. Rồi. Thôi anh ạ, vâng, thật sự là thôi, nếu anh em có nhu cầu thì cân đối giúp em, còn không có nhu cầu thì có thể lỗ đây anh ạ. Anh trả 33 triệu là bọn em lỗ luôn đấy. Chứ không phải là chuyện rất, đùa rất đâu. Rất là mới, không chê gì, có chê thì chê giá thôi, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo anh em ơi. Nhiều quá nhỉ. Cảm ơn Vũ Hoàng rất là nhiều nhá. Cảm ơn tất cả chị em đang xem livestream. Một chiếc xe nhỏ dành cho các bé đi học cũng được mọi người nhá, nhưng mà đổi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Đời 2016 anh em nhá, bản đầu bò bốn ốc. Ông quay cháu một vòng để cho anh em cảm nhận chiếc xe Way 100. Hiện tại em tả luôn, nhũ mát thì bên em có spa anh em nhá. Đức ơi, Đức mang ấy đây xử lý cho chị cái này. Thay cho chị cái ấy này, hoặc chấm nhũ chị này. Tẩy hết cái sơn nhũ này đi này, tẩy hết cái sơn nhũ đi này. Để này, ai kiểm tra ai, ông nào ông dọn xe này. Ra ngoài sơn đi cho nó đúng. Anh em trong nhà nhiều khi là lại lười tay lười chân là lấy luôn nhũ phụt vào. Các bác nhìn này, cái nước phụt, tự phụt. Quân, sơn ngoài nhìn quân, nó đều quân, hơn này. 2016 nhũ là có sơn nhá. Xe này thì tôi chỉ được cái máy zin thôi, em vẫn nhớ. Còn đồ nhũ là sơn lại rồi. Bác nào tập máy, chốt cái máy có thể cân đối. Rồi. Nhựa cũng được, nhưng mà nhũ là kém. Mặt trên này vẫn còn zin này. Mặt trên zin anh em nhá. Cái này thì anh em nó làm nó không ráp kỹ mọi người. Đây này, bình thường là bọn em phải ráp kỹ thì xịt là nhũ ẩu. Chính xác, xịt, ông bảo là okay xịt nhũ ẩu. 14 triệu. 14 triệu chắc là con này giảm đi em ơi. Hiện tại là xe chị báo 14 triệu nhưng mà giảm đi. Thì xe nó hơi xấu tí thì cái đồ nhũ mã nó hơi xấu. Thì được cái máy thì anh em giảm đi một xíu để cho anh em bán cho nó dễ đi. 13 triệu 500, giảm mạnh luôn. Anh em nhá, đấy em bớt luôn 500, 13 triệu 500. Còn nếu không thì các anh em cho phép em 14 triệu là em ra ngoài em sơn cũng được. Đấy, sơn ngoài cũng là giải quyết xong mà, cũng đơn giản. Alo. Vâng, bác cứ chú cái gì vậy đi. Nay chúng nó này nó duyệt rồi. Ốc này anh duyệt. Đúng rồi. Em anh duyệt. 13 triệu 500. Đấy, nhũ là tự nhà các bạn kỹ thuật làm thì đúng là như anh nào vừa nói đây, làm nó sẽ lan vào đũa là chân lan đây. Đây nó lan vào này, đằng sau cũng thế, nó bị tự nhà làm mà ráp không kỹ không con che là nó sẽ bay vào. Lết lết có luôn hơn 20 xíu thôi anh em nhé. Được máy nhá, 2016 máy zin, nhựa là còn nhựa cũng có spa lại rồi, nhựa đẹp thôi chứ còn sơn lại đằng trước này rồi. Con này thì được cái ưu điểm của nó là được cái máy zin anh em ạ, được hồ đồ đạt. Nhũ má thì bên em cũng tả rồi, tóm lại nó cũng xấu. Nó rôm rôm thì anh em không ráp kỹ mà lại bán sơn lên thì đồng nghĩa cái việc là nó sẽ bị rôm, nó không đẹp, nó không bắt mắt. Đấy, hiện tại là bán ra với giá 14 hơn 14, nhưng mà thôi em thấy nó cũng hơi vừa xe. Được cái máy thôi thì em báo với Thiệp là báo xuống xe còn 13 triệu 500. Anh nếu anh Nhan, em muốn dọn thì lên bán lên cái giá cao hơn một Nhan xíu. Thanh xe này rút hồ sơ được không? Rút được chứ anh? Được nhưng anh mà... thoải mái. Con này anh lấy con nào nó đẹp rút con này đi ăn đi làm thôi. Không lấy được con GL đó chuyển sang anh gửi tiền. Anh để lại số điện thoại đi, bọn em đưa đò được không sao. Các bác có nhu cầu bọn em hoàn toàn có thể đưa đò. Hoàng Long Gia Long. Không lạnh uống được. Anh Ninh đây toàn ca sĩ toàn được uống phết được. 2018 đúng không ạ? Lên 2018. Lên được khóa Smart Key bản đỏ đen, không phải bản kỷ niệm. Bản lép anh em nhé, đời 2018. Đây nhé, biển là 29L163946, đời 2018. À, 2018 anh em nhé, bản AD màu đỏ đen. 30 triệu. 30 triệu đồng. Có khóa nhá, quan trọng là khóa Smart Key này các bạn. 30 triệu đồng anh em nhé, biển 29L163946 cho em. Xe này bên em cũng chưa rửa đâu mọi người, chưa dọn đâu. Hiện tại là về bên này mới chỉ có bật hết rồi.
2018 mọi người nhá, bản màu đỏ đen 2018, vâng. Khóa Smart Key 30 triệu đúng không? Vâng ạ. 30 triệu đồng, anh em quan tâm cho em một chiếc bản LED mọi người nhá. Đấy, mặc bản mặt nạ tổ ong này. Máy móc thì nguyên zin. Đồ đạc thì bên em dọn, để bọn em dọn sạch sẽ cho anh em luôn. Lốp, anh em nhìn quả lốp này. Lốp anh em thay vào mới cứng mọi người ạ. Rồi ông lên trên kia, nốt trên kia cho cháu con xe quay bên trên kia. Đây, mời anh em lên một chiếc quay đời bản đen sần 2. Anh 0 triệu. Luôn, màu đen sần đẹp. 13 năm 14 cơ, nhưng mà thôi em đã 150. Đọc 13 là cũng hợp lý. Anh em 2020 không anh? Hưng gà, SH150 2020 bên em có mà. Nhiều luôn á, anh Hưng gà ơi. Rồi, một chiếc Noza nhỏ nhỏ xinh xinh anh em ạ. À, Black Thái còn không em? Mà 2, 3, 4, 5 còn không em? Không còn rồi ạ. Bán mất rồi. Vâng, em, có một anh cọc qua live đến tận, ship đến tận nhà. Vâng, hết bóng đá anh lại mua. Còn bây giờ đi gửi tạm để lấy tiền chơi nốt. Còn mấy trận nữa thôi, anh chuyên cây cảnh. Vậy anh? Vâng, chúc anh luôn thành công trong mọi cái lĩnh vực bắt nhanh nhá. Rồi. Anh làm nào anh bắt cho nó quả nào, phát nào phải chuẩn văn ấy. Rồi. Bắt quả nào phải đỉnh phát nấy, chứ đừng để quả mấy quả em thấy anh em đi em thấy sốt. Mỗi một lần em xem những cái video hoặc là những cái anh em nó cứ lên em hốc cả hền, không biết là anh em cứ đi mãi như thế chết. Định chốt lại ông thấy lại 53 thôi anh ngạn cấn. Ok anh. Nó ra nhỏ nhỏ xinh xinh cho các chị em nhé. 10 triệu 500, anh vâng. Em thấy hợp lý không ạ? Bản này được trang bị công nghệ phun xăng điện tử, động cơ thì 115. Xe nhỏ mà động cơ 115 là hợp lý rồi, các chị em đi hoàn toàn phù hợp. Dáng ngồi cũng rất là gọn và nhẹ và nó thanh dáng nhá. Nên là với cái giá tiền xe ga mà trên dưới 10 triệu thì các chị em cân đối cho em mẫu này xem sao. Đấy, cốp rộng này, đấy các bác chị em xem cốp này. Đấy, để chân thì nó thoải mái này. Đúng không ạ? Thôi nó là hàng nhỏ xinh anh em ạ, nhỏ xinh của Yamaha. Hàng dành cho các chị em, các anh em. Biển là 29E1 19854. Có chiều cao khiêm tốn đều ok mọi người nhé. Cũng là biển Hà Nội. Giá có 10 triệu 500 nghìn thôi. Sạch sạch sẽ ngon lành cành đào hết rồi. Gương lược đầy đủ cho em. Bản màu trắng xe được spa sạch sẽ rồi. Con này là mình nhảy vào thùng sơn đấy anh em ạ. Sơn anh em. Sơn nó sạch. Sạch rồi đấy anh em, không phải dọn nữa. Rồi tiếp theo một chiếc 50cc dành cho học sinh sinh viên không cần. Màu trắng đẹp không ạ? Đấy rất. Chuẩn bị rồi.